tuổi Tý năm 2023, tam tai còn gây họa nhưng có điểm sáng về tình duyên, gia đạo. Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, căn cứ vào mối tương quan giữa bản mệnh và lưu niên, Quý Mão cũng như hệ thống sao chiếu mạng và đoán định hung cát ở các phương diện, công việc, tiền bạc, tình cảm hay sức khỏe, vận hạn của người tuổi Tý trong năm Quý Mão. Năm nay, những gia chủ tuổi Tý bị vướng vào hạn tam tai và cục diện tương hại với thái tuế. Vậy nên để vận trình năm được may mắn và bình an, hóa giải những vận hạn của năm, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để hóa giải, giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi, có được sức khỏe, tài lộc và bình an. Tử vi công danh sự nghiệp tuổi Tý năm 2023. Tử vi tuổi Tý 2023 chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Mão tương hình, đường công danh sự nghiệp vẫn còn nhiều chông gai và thử thách. Lúc này rất cần sự bền tâm, bền trí của bản mệnh mới mong chiến thắng được số phận. Đây cũng là năm giữa của hạn tam tai, nhiều vấn đề bất lợi ập tới khiến bản mệnh phải đối diện với nhiều rắc rối, khó xoay sở trong một sớm một chiều. Để có thể thay đổi vận mệnh, cần chủ động nắm bắt cơ hội mới, tích cực vận động trong khó khăn thì nhất định có thể tìm được ánh sáng nơi tăm tối. Công việc có nhiều sự ngăn trở mà con giáp này khó xử lý nên mọi việc không thể phát triển thêm. Nếu nhìn một cách khách quan, vẫn có thể nhìn ra vài điểm sáng so với năm 2022 trước đó, nhưng chưa thực sự rõ ràng. Vẫn cần bản mệnh phải cố gắng và kiên trì bền bỉ. Khi có vấn đề xảy ra, hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, thay vì tạm thời bỏ qua, nếu không lỗi sai lại lặp đi lặp lại, khiến bạn dù nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ hoài phí công sức. Năm nay còn cho thấy có họa tiểu nhân treo trên đầu, Tý sẽ bị hãm hại hoặc vướng phải họa tiện tụng. Tý sẽ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, thị phi, điều tiếng đủ vấn đề. Môi trường công sở vốn phức tạp, càng cần chú ý những chiêu trò mờ ám của đối thủ. Thường ngày, bạn nên cố gắng xây dựng mối quan hệ hài hòa với mọi người, vừa tốt cho công việc, vừa hạn chế, có những khúc mắc không đáng có. Tuy hung vận khá lớn, song sự chăm chỉ vốn có sẽ giúp thành tích công việc của bạn gần dần được nâng cao. Trình ấn cho thấy trong năm, bạn cũng nên tích lũy kiến thức, chuẩn bị cho sự đột phá về sau này. Và những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 2. Tử vi tài lộc tuổi Tý năm 2023. Tiếp nối tử vi tuổi Tý 2022 sang năm 2023, việc kiếm tiền của đương số vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thậm chí cả những cạm bẫy về tiền bạc. Cục diện tương hình và họa tam tai 2023 cảnh báo cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt, nhất là những người làm kinh doanh buôn bán sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng hao hụt, khó đạt mức như kỳ vọng. Tài vận chưa thật sự ổn định, lại thêm hung tinh kiếp tài, chủ về hao tài xung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh con chuột cần đề phòng mất tiền, mất của. Đầu tư kinh doanh trong năm phải toan tính thật thận trọng, kẻo sai một ly, đi một dặm. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Hơn nữa có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình, nên bạn còn có thể bỏ tiền túi ra đền bù thiệt hại. Đã đến lúc tuổi Tý cần chậm lại một chút để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra, hung tinh cũng gây tiểu hao tiền bạc về vấn đề sức khỏe. Bạn nên chi tiêu hợp lý, hạn chế mua sắm hay cho vay mượn không đúng mục đích để tránh tiền của hao hụt càng nhiều. Hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. Và những người gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 3. Tử vi tình duyên tuổi Tý năm 2023. May mắn gặp được ngũ hành tương sinh với địa chi của năm 2023, lại có cả hai đại cát tinh là Hồng Loan và Thái Âm chiếu mệnh. Đường tình duyên của tuổi Tý đón nhiều tin tích cực, đóa hoa khoe sắc đem đến nhiều tác động có lợi cho người độc thân, cơ hội để chấm dứt tình trạng độc thân đã tới. Nếu bạn chủ động nắm bắt thì không lo, sẽ không có người đồng hành trên chặng đường đời phía trước. Tuy nhiên bạn cũng nên rõ ràng trong vấn đề tình cảm, tránh những hành động mập mờ, dễ gây hiểu lầm, đặc biệt là không nên đứng núi này trông núi nọ, qua lại với nhiều người cùng một thời điểm. Đào hoa vượng đem tới nhiều mối nhân duyên, giúp bạn được nhiều người theo đuổi và cũng có tình cảm với nhiều người. Song nếu không hành xử chuẩn mực, người gặp rắc rối có thể chính là bạn. Các cặp đôi cũng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm không đáng có, đôi bên trở thành điểm tựa tinh thần, hỗ trợ cho nhau nhiều mặt trong cuộc sống.
Những điều này giúp mối quan hệ thêm ngọt ngào, vợ chồng đồng lòng, cha mẹ và con cái có tiếng nói chung, góp phần giúp gia đạo ấm êm. Những niềm vui đến từ tinh thần phần nào cũng giúp bản mệnh giải tỏa được áp lực về mặt cơm áo gạo tiền trong cuộc sống thường ngày. Hạnh phúc quả thực có thể tạo ra sức mạnh lớn lao để bạn dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn. Và những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Tý năm 2023. Tử vi 2023 nhận định hung vận trong năm khá lớn, nhắc nhở tuổi Tý cần đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Trạng thái tinh thần có phần sa sút do áp lực công việc và những lo toan trong cuộc sống. Tý nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Thường ngày nên điều tiết tâm lý, tránh những kích thích không cần thiết. Bạn nên tư duy theo chiều hướng tích cực hơn, khi đó mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nếu có ý định tập trung, luyện tập nâng cao thể trạng, bạn cũng nên chọn cường độ thích hợp, tránh các hoạt động quá sức. Bản mệnh chỉ cần tập vừa phải, đều đặn, quan trọng là duy trì thói quen mỗi ngày để cơ thể được hoạt động trong điều kiện phù hợp là được. Năm 2023, việc xuất hành đi xa nên được tính toán cẩn trọng. Nếu có thể tránh thì tốt nhất nên tạm gác lại kế hoạch di chuyển. Còn nếu là việc không thể thay đổi thì bạn nên giữ an toàn cho bản thân. Đặc biệt, bạn được cảnh báo nên kỵ sông, kỵ nước, tránh hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân. Những quyết định quan trọng như kết hôn, làm nhà đều cần phải xem ngày đẹp, tháng lành trước khi tiến hành để tránh vận hạn, khiến mọi người đổ bể, gặp xui xẻo. Và những người gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 của tuổi Tý. 1. Tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng mở đầu năm Quý Mão 2023, tâm tính của người tuổi Tý có phần hỗn loạn, dễ sinh sự phản kháng, cực đoan và không thích bị kiểm soát. Thời điểm này nếu không chú ý ngôn từ và hành động, bạn có thể làm mất lòng lãnh đạo hoặc hình thành mâu thuẫn với đồng nghiệp chỉ vì sự thẳng tính quá mức cần thiết của mình. Tuy nhiên tháng này lại rất tốt cho việc lập kế hoạch, phát triển năng lực cá nhân, nhưng bản mệnh vẫn cần phải phấn đấu để có thêm cơ hội thay vì chỉ dựa dẫm vào người khác. Ngoài ra trong tháng này bạn cũng nên đề phòng thương tật, đau ốm, nhất là các bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày. 2. Tử vi tháng 2. Tháng 2 năm 2023 âm lịch, tuổi Tý được cho là có xu hướng suy nghĩ chủ quan và chảnh mảng hơn, cũng vì thế mà dễ gây ra những sai lầm vốn có. Hơn nữa, thái độ buông thả của bản mệnh cũng có thể khiến người khác có cái nhìn không tốt về bạn. Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm về thể trạng nên đặc biệt lưu ý đến các vấn đề về gan và túi mật, hoặc là suy giảm chức năng thận. Đào hoa có dấu hiệu tăng tiến trong tháng này, người độc thân dễ gặp được người khiến trái tim rung động bởi những điểm chung giữa cả hai. 3. Tử vi tháng 3 năm 2023 âm lịch. Vận khí có chiều hướng tăng tiến ở tháng 3 này là cơ hội thích hợp cho tuổi Tý xúc tiến các dự án hợp tác, đặc biệt về lĩnh vực bất động sản của mình. Nếu biết nắm bắt cơ hội kịp thời, không khó để bạn thu về các khoản lợi nhuận khả quan. Nhìn chung tài vận sẽ có nhiều biến động, chủ yếu theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên bạn vẫn nên quản lý chi tiêu. Thông minh hơn, mua sắm cũng cần có lý do chính đáng, tránh vì yêu thích nhất thời mà vung tay quá chán. Nhân duyên khởi vượng cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, không chỉ có lợi cho đường tình duyên mà còn có thể gặp được những người bạn, khách hàng có ích cho sự nghiệp của bản thân. 4. Tử vi tháng 4. Người tuổi Tý sẽ có một số cơ hội về tài lộc trong tháng 4 năm 2023 này. Tuy nhiên khả năng nắm bắt cơ hội của bản mệnh không được nhanh nhạy lắm. Đôi khi còn vì cái sự chần chừ và do dự, bạn dễ đánh mất những lợi thế vốn thuộc về mình. Do đó bạn cần nỗ lực nhiều hơn mới có thể giành được lợi ích như bản thân mong muốn. Cũng có đào hoa nở rộ trong tháng này, người độc thân có thể quan tâm nhiều hơn đến ngoại hình cá nhân. Vẻ ngoài gọn gàng và thời thượng cũng là điểm cộng rất lớn trong mắt người khác phái. Một số bạn có thêm vài mối quan hệ khác giới trong tháng này, nhưng tỷ lệ thành công là rất thấp, chớ nên vội vàng. 5. Tử vi tháng 5. Vận may về sự nghiệp sẽ tới với Tý trong tháng 5 năm 2023. Con giáp này sẽ lọt vào mắt xanh của cấp trên nhờ những nỗ lực bền bỉ cũng như khả năng xoay sở tình huống của mình, thậm chí còn có cơ hội được thăng chức. Tuy nhiên, tháng này xui rủi về tài chính không nhỏ, không thích hợp tham gia đầu tư sinh lời cao.
lại càng không thích hợp dấn thân vào các dự án mạo hiểm, nếu không sẽ dễ dẫn đến những rủi ro không đáng, rất dễ tự chuốc họa vào thân. 6. Tử vi tháng 6. Trái ngược với tháng trước, đây sẽ là một tháng tuổi Tý gặp phải nhiều áp lực trong sự nghiệp, thậm chí có người phải đối mặt với những sự chèn ép từ bộ phận quản lý hoặc đồng nghiệp xấu bụng. Những yêu cầu khắt khe từ cấp trên cũng khiến bản mệnh loay hoay, tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tháng này vận khí bất ổn, không thích hợp để Tý tham gia đầu tư mạo hiểm, dự án bất động sản càng nên tĩnh thay vì động kẹo, sôi hỏng bỏng không. Dự án bất động sản cũng càng nên tĩnh thay vì động, kẹo sôi hỏng bỏng không, nỗ lực bấy lâu thành công cốc. Sự khéo léo trong việc xây dựng các mối quan hệ sẽ giúp bạn tìm được những sự hậu thuẫn cần thiết, thậm chí nếu may mắn còn được quý nhân dìu dắt. 7. Tử vi tháng 7. Bước sang tháng 7 năm 2023, tuổi Tý có nhiều tin vui đến từ phương diện tài lộc, có lợi cho việc hợp tác, đầu tư, dự án, kinh doanh. Công việc nhìn chung có sự thuận lợi hơn, cũng có người nhanh chóng nắm bắt cơ hội thì có thể được đề đạt, tiến cử. Các chế độ phúc lợi, đãi ngộ có thể được cải thiện nếu bạn có chứng chỉ chuyên môn. Những người đang trong quá trình tìm việc cũng sớm tìm được công việc như ý, nhanh chóng làm quen với môi trường mới và tìm được nguồn cảm hứng lớn lao. Việc học hành cần phải được đốc thúc mới nhìn thấy sự tiến bộ, bản mệnh chưa đủ tự giác nên tự mình tìm tòi học hành. 8. Tử vi tháng 8. Tháng 8 năm 2023 này, người tuổi Tý đón những cơ hội nhất định về phương diện sự nghiệp. Bạn càng chăm chỉ và tự giác, thể hiện được trách nhiệm của mình thì càng dễ nhận được sự quan tâm của quý nhân. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải giao tiếp nhiều hơn, hòa mình vào các hoạt động nhóm thay vì có xu hướng tách bản thân khỏi đám đông. Làm việc nhóm trong tháng này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bạn hơn so với làm việc độc lập. Sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, đặc biệt là vấn đề tiêu hóa. Một vài triệu chứng khó chịu như ăn uống khó tiêu, kém ngon, đau bụng, nhắc nhở bản mệnh nên chú ý thành phần dinh dưỡng nạp vào cơ thể. Nếu nhà có trẻ nhỏ, bạn cũng nên đề phòng có thể trẻ bị tổn thương do đùa nghịch hiếu động. Chuyện tình cảm của người độc thân có tín hiệu tích cực, bản mệnh có thể gặp được người khác phái khiến bản thân nể trọng và sinh thiện cảm. Đôi bên đều có ấn tượng tốt về nhau nên mối quan hệ có thể tiến xa. 9. Tử vi tháng 9. Người tuổi Tý có cơ hội phát triển sự nghiệp trong tháng này nhưng là rất ít. Đã vậy, bạn còn vấp phải nhiều sự cạnh tranh đến từ đối thủ. Những hành động sốc nổi có thể khiến bạn tự chuốc lấy phiền phức. Dù có vấn đề xảy ra, hãy cố gắng giữ một cái đầu lạnh để có thể suy nghĩ mọi chuyện thật thấu đáo. Đặc biệt, bạn chớ nên can thiệp vào thị phi hay việc chia bè kết phái trong tháng này. Tháng này cho thấy bạn có thể sẽ nhận được sự hậu thuẫn từ những người thân quen như bạn bè, anh em, đối phương chủ động giới thiệu cơ hội phù hợp cho bạn. Hãy nhanh tay nắm bắt. 10. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch. Tháng này tuổi Tý cần có sự chủ động và mạnh dạn hơn trong mọi việc. Bạn càng xông xáo sẽ càng dễ giành được phần thắng về mình, nhất là trong các cuộc cạnh tranh. Con giáp này cũng có thể được anh em, bạn bè giới thiệu cho một số dự án hợp tác phù hợp. Điều đó cũng giúp bạn có tâm lý vững vàng trong tháng này và đạt được nhiều bước tiến khả quan. Vấn đề chi tiêu trong tháng có dấu hiệu tăng lên, đa phần cho các mục đích sinh hoạt, hiếu hỏi. Bạn cần phân chia tài chính thành các khoản để quản lý chi tiêu dễ dàng hơn. 11. Tử vi tháng 11. Vấn đề sức khỏe của Tý trong tháng này không mấy khả quan, chủ yếu là các vấn đề liên quan tới gan, túi mật, suy giảm chức năng thận, ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc thường ngày. Trạng thái tinh thần của Tý cũng dễ trở nên nóng nảy hơn, chỉ một chút kích thích từ khách quan cũng có thể khiến bạn bùng nổ và gây hấn với người khác. Ngoài ra, bạn cần hết sức tránh những hoạt động làm ăn đường tắt có dấu hiệu vi phạm pháp luật nếu không có thể đối mặt với kiện tụng. Bù lại, phương diện tình cảm có đào hoa chiếu nên một số cơ hội tình cảm sẽ xuất hiện. 12. Tử vi tháng 12. Tháng cuối cùng của năm 2023, tuổi Tý đón những cơ hội rõ ràng về việc phát triển sự nghiệp cá nhân, kế hoạch được triển khai trơn tru hơn. Do đây cũng là tháng cuối năm nên khó tránh khỏi cảm giác vội vàng, chạy nước rút. Do đó bạn cũng nên tính toán cẩn thận, tránh nóng nảy mà hỏng việc. Một vài cơ hội hợp tác trong dự án bất động sản sẽ xuất hiện, nhưng bạn sẽ cảm thấy không được thoải mái bởi những ràng buộc trong điều khoản hợp tác, đôi khi còn sinh ra cảm giác áp lực. Ngoài ra, trong tháng này cũng sẽ phát sinh một mối quan hệ mới và bạn sẽ gặp được một số người có ích cho sự nghiệp của mình.
Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa xét xong là số tử vi của những gia chủ tuổi Tý trong năm 2023 Quý Mão. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!